Bữa nay mình sẽ đi xem một căn nhà nằm ở thành phố Tây Ninh, có diện tích lớn và nằm cách trục đường Bời Lời này là 200m, theo cái hướng đi về khu du lịch Núi Bà nha cả nhà. Căn nhà này nằm mặt tiền con đường nhựa, mình có thể kinh doanh buôn bán đa ngành nghề luôn, bởi vì nó sở hữu một vị trí rất là đắc địa. Ở đây là chợ Ninh Sơn, nhà nằm cách chợ Ninh Sơn này là có 700m nè. Tới đây mình đi xuống 500m, quẹo trái vô 200 cái là tới nhà ha. Hướng này đi về khu du lịch Núi Bà là 3 cây, còn mình chạy thẳng xuống dưới đây 500m là mình tới một cái trường cao đẳng, trường lớn lắm, là tới trục đường 34, rồi mình quẹo trái qua khoảng 2 cây số nữa là tới Vincom Tây Ninh. Nhà nằm cách Vincom Tây Ninh là 3 km. Ở đây là thuộc khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, thì căn nhà nằm mặt tiền con đường nhựa số 14 này luôn cả nhà. Ở khu vực này thì nhà cửa dân cư dày đặc và toàn nhà cao to, nhà nóc thái, nhà khang trang không à. Căn nhà thì số 16 nha, số cũng rất là phong thủy, ngang qua là 8,5m, dài thực tế là 31m. Nhà cửa xây là có hoàn công, nhà đầy đủ công năng, rộng rãi, tổng diện tích có thể là lên tới gần 300m2 lận, hướng chính Tây. Thì bây giờ là chị Thái chỉ sẽ bán lại toàn bộ hiện trạng căn nhà này, bao ra sổ cho anh chị em luôn là 2 tỷ 170 triệu. Nhà này đang có dòng tiền ổn định, đang cho thuê mỗi một tháng là 4 triệu ha. Thì nếu anh chị em thích cái vị trí này và quan tâm tới căn nhà này, hãy bấm like thả tim cho anh em chợ Tây Ninh. Mình sẽ quay hiện trạng căn nhà và phân tích coi cái vị trí này có những cái điểm mạnh gì nha cả nhà mình. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Hướng ngoài đây là đường Bời Lời nha các bạn. Đó là mình ra ngoài đây là 200m thôi. Quẹo bên tay phải 500m là tới chợ, còn quẹo trái thì mình đi về khu du lịch Núi Bà thì khoảng 3 cây số ha. Đó, rất là gần luôn. Và nguyên cái trục đường này là đường số 14, thì lộ giới 10m đường nhựa hiện trạng, và người ta ở và kinh doanh buôn bán từ đầu đường vô tới đây rất là nhiều luôn. Thì sát nhà là có một cái ngã ba, đối diện là có căn nhà nóc thái nè các bạn. Khu vực này là đường ô cờ nha. Đây, hướng bên này cũng là đường thông, đường ô cờ hết à. Kế bên là có một công ty xây dựng nè, rồi một cái cơ sở thẩm mỹ làm tóc. Bên kia đường là một cái đại lý tạp hóa lớn các bạn. Xích xuống dưới đây là khoảng 50m, ngay chỗ một bóng cây đó, có xe hơi đậu á, đó là cái quán cà phê nha. Dọc dọc đây thì người ta vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nhiều nha. Căn nhà này mình nhắc lại là địa chỉ là số 18, thấy số nhà là thấy ok rồi. Và bề ngang được 8,5m, hướng tây lệch nam một chút xíu, hướng tây tây nam á. Phía ngoài còn có được 2 cây mai, kiểu như là song hỷ đó các bạn, đó, may mắn ha, tới 2 cây lận, 2 cây mai. Nhà là bờ bao tường rào riêng biệt và kiên cố hết nha. Nhà này không phải là nhà mới xây nhưng mà còn rất là khang trang đó, cột rồi tường riêng, cột đúc, cửa nẻo kiên cố đầy đủ hết. Bề ngang là 8,5m, phía sau cũng vậy luôn, nhà vuông vức. Và đặc biệt căn nhà này là có hoàn công, tức là có sở hữu nhà trên sổ luôn, nên là giá trị của bất động sản nó tăng lên rất là nhiều. Nếu anh chị em mà thích là nhờ sự trợ lực của bên ngân hàng ha. Đó, mình sẽ quay nhà xây rất là thoáng mát nè các bạn. Đây là đường đi xuống phía dưới nè. Còn bên hông người ta cũng có chừa ra, tại nhà bề ngang diện tích lớn mà. Đó, chừa ra bên này cũng khoảng cỡ nửa mét đó các bạn. Đó, mình trổ cửa sổ để cục nóng máy lạnh cũng thông thoáng, coi như là giếng trời hai bên hông nhà là ok hết ha. Từ ở trong nhà nhìn ra đối diện là căn nhà nóc thái, bên kia là ngã ba. Đó, có hàng dừa ở phía trước nữa, view rất là đẹp. Coi như là chỗ này nó nằm điểm dạng là trung điểm giữa Vincom và khu du lịch Núi Bà. Coi như là
cái đường Bời Lời ngoài đó gọi là đường du lịch luôn đó các bạn. Nó là tuyến đường chính để đi từ thành phố Tây Ninh tới khu du lịch Núi Bà nha. Rồi, anh em nhìn mấy cây cột nè. Đó. Cây cột này là bự nha, phải hai người ôm. Cột này là dán gạch vân đá hết luôn nè. Nhà mặt dựng là cũng dán gạch vân đá hết ha. Kiểu xây thì cũng dạng cổ điển các bạn. Xây theo kiểu truyền thống là la phong tôn lạnh thôi. Đó, nhà rất là chắc chắn. Phía trên là nếu mà không có cái mái tôn khung sắt ở trên nữa các bạn thì nhìn nhà này giống như là nhà đúc, nhà máy bằng mà đúc một tấm vậy đó. Để mình ra phía ngoài xa này mình quay cho các bạn xem ở cái mái của căn nhà này nha. Đây, đứng từ bên căn nhà nóc thái này, anh chị em nhìn ngang qua đó, là thấy được cái phần phần nóc, phần mái của căn nhà ha. Nhìn giống như là nhà máy bằng đúc một tấm. Rồi, thực tế bên trong thì mình sẽ quay cho cả nhà mình tham khảo nha. Phía trước là hàng ba và khoảng sân bên hông đó, khá là rộng rãi nha các bạn. Nhà thiết kế theo kiểu nở hậu luôn ha. Ở chỗ này lối đi là có cửa riêng biệt luôn nè. Đó, tiện lợi cho anh chị em. Ví dụ như sau này, tại khu vực này là mật độ dân cư cao mà nó nằm trên cái trục đường đi về khu du lịch Núi Bà nữa, nên là ví dụ như là bà con mà muốn cải tạo lại thành cái như là nhà nghỉ, phòng trọ rồi là cũng rất là tiện lợi, lối đi riêng biệt hết luôn. Cửa sắt 6 cánh ha, nói chung cũng cũ rồi. Còn ở dưới thì cũng lát gạch cổ điển hả các bạn, gạch 40. Đây là phòng khách chính nè. Đó, nhà này là đang cho thuê, một tháng là 4 triệu. Được trang bị rèm cửa đầy đủ ha, cửa sổ hai bên luôn. Chúng ta sẽ có một phòng khách chính nè, rồi một phòng khách phụ nữa các bạn. Phòng này thì giống như là phòng sinh hoạt gia đình vậy đó. Rồi có hai phòng ngủ nha. À, phòng này thì đang có người rồi, người ta đang nghỉ trưa ở trong. Này, hai phòng thì giống nhau thôi. Đó, anh chị em có thể tham khảo sơ qua một phòng nha. Diện tích mỗi phòng ngủ cũng khoảng 10 mét vuông. Nói chung là không phải nhà mới nhưng mà mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp dữ lắm. Đây, tường cũng có dán gạch ha, cao khoảng chừng 1m3 nè. À, cửa này cũng riêng biệt luôn, nên là mình có thể là gắn máy lạnh ở khu vực phòng sinh hoạt chung của gia đình nha. À, sau đây bên này là có một cái phòng nữa các bạn. Đó, phòng này cũng được ngăn cửa riêng biệt luôn. Hiện tại thì kiểu như người ta đang để hiện trạng giống như để đồ thôi. Đó, bên này có một cái cửa nữa ha. Vậy là chỗ này là giống như là một cái phòng ngủ nữa nè, hoặc là thành là ba phòng luôn đó. Cửa này cũng là ngăn riêng luôn nè các bạn, cửa kéo nè ha. Rồi ra đằng sau thì mình có khu vực bếp nè. Đó. Bếp thì cũng làm là chắc chắn nha, kệ tủ đầy đủ. Rồi đằng sau, hiện tại khu vực bếp này là kiểu như gia đình đang chăm sóc người nhà, nên là để cái khu vực riêng đó nha anh chị em. Nấu nướng thì người ta để bên này. Còn đây nguyên một cái diện tích rộng ở sân sau nữa các bạn. Đó, rất là to lớn luôn. Ở trên là có mái che hết. Chỗ này nè, cũng rào lưới hết nha. Rất là kiên cố nè. Sau trước gì là giáp nhà hết nè anh chị em. Đó, sau cũng nhà luôn ha. Còn cái phần đất của mình toàn bộ là bờ bao tường rào là riêng biệt hết. Đó, bên này là nhà tắm, bên kia là nhà vệ sinh. Đó, cửa nẻo đầy đủ hết. Chỗ này cũng có một cái bếp nữa nè, rồi sàn nước. Riêng về phần nước á, ở đây á, sử dụng là tới hai nguồn nước luôn, nước cấp thủy và nước giếng bơm. Tại đất ở đây là đất đô thị nha các bạn. Đây, cái đường bên hông đi lên nè. Đó, chúng ta sẽ xem lại lần nữa từ đằng sau nữa ha. Đây, mình sẽ quay cái camera lại cho cả nhà mình xem. Đó, đây đi lên thì bên này là phần hông nhà ha, cửa nẻo rồi.
đầy đủ hết. Rồi. À, này là cũng là cửa riêng biệt, lối đi riêng hết luôn nè. Mà hiện trạng nếu mà tính là tổng hết cái căn nhà này á thì nó sẽ lên gần 300 m². Đó, mình mới chia sẻ cho anh chị em coi là lý do tại sao mà lên gần 300 m² này nha. Đây, mình xem giấy tờ sổ sách ha. Đường trước là đường nhựa 10 m rồi nha các bạn. Đó, là không có dính lộ giới gì nữa nè. Rồi, thì cái phần chiều dài của căn nhà trên sổ là 28 m² nè. Phía sau có một con đường nữa, giống như là hai mặt tiền luôn các bạn. Nhưng mà đường này đó, kiểu như ngày xưa đó, thì ta gọi là đường đường xe bò, đường xe thô sơ người ta đi đó, đường thoát hiểm các bạn. Nên là chỗ này là dân người ta không sử dụng đó. Nên là mỗi bên là ta chia nhau là 2 m nè. Nên thực tế phía sau là nó ra được tới 2 m nữa, là khoảng 31 m. Cái hướng là hướng gần như chính Tây, lệch Nam xíu thôi, hướng Tây Tây Nam. Thửa đất này là số 237 thuộc tờ bản đồ số 37. Những con số rất là đẹp. Nhà là số 16 nha. Thuộc khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích trên sổ là 244,8 m². Nhưng mà ở phía sau này là có thêm 2 m xe bò nữa. Nên là cái phần diện tích này nó lên là gần 300 m² các bạn. Sổ riêng chính chủ kêu bán các bạn nha, là đất là đô thị 115 m², còn lại là phần đất cây lâu năm, nhưng mà khu vực này là quy hoạch là đất ở hết, mình lên đô thị full hết luôn cũng được nữa. Thì đây điểm mạnh các bạn thấy là sở hữu nhà trên sổ luôn nè. Đó là phần nhà là được công nhận là diện tích 114,22 m², nhà cấp 4, và nhà này đang cho thuê, tức là dòng tiền đang ổn định một tháng là 4 triệu ha. Nhìn sơ đồ quy hoạch phủ hồng hết, màu hồng đậm nè các bạn nha, là đất đô thị đó, rất là đẹp luôn. Thì đường ô cờ, ô bàn cờ, hay nằm chỉ cách trục đường bề lề là 200 m, ủy ban phường cũng sát bên, chợ sát bên, công an phường cũng sát bên luôn, có đại đội biên phòng nữa. Ra ngoài đây là trường cao đẳng Tây Ninh, đây gọi là ngã ba Lâm Vồ các bạn nha, chỉ cách đường 30 tháng 4 là khoảng cây số nè. Xuống dưới đây là mình về tới Vincom Tây Ninh ha, về Vincom Tây Ninh. Cũng sát bên là bệnh viện đa khoa luôn nha. Khu vực này là trường, chợ, bệnh viện có đầy đủ cho mình. Rồi cái hướng bên này thì mình đi về khu du lịch Núi Bà nè. Bây giờ mình sẽ chỉ đường cho cả nhà mình từ bệnh viện đa khoa của tỉnh Tây Ninh nha. Đây là trục đường 30 tháng 4, từ Vincom mà đi tới khu bệnh viện này là khoảng cây số các bạn. Còn từ bệnh viện đa khoa mình chạy lên, ở trên này là có ngã ba, tôi gọi là ngã ba Lâm Vồ hoặc là ngã ba Tượng Đài, ngã ba trường cao đẳng, cũng là một tên luôn ha. Nếu mình đi thẳng hướng bên tay trái là về trạm đăng kiểm, về khu du lịch Long Điền Sơn, đi về hướng Tân Châu ha. Còn đây mình quẹo phải nè, là vô trục đường bời lời. Nãy đầu đường ngã ba là anh chị em thấy là có cái bảng ghi là Sinh Quơ đó. Rồi bên trái là cụm trường cao đẳng nha các bạn. Từ ngã ba Lâm Vồ mình chạy tiếp 500 m thì sẽ tới khu vực chợ Ninh Sơn. Ở đây là tiện ích rất là nhiều nè, những thương hiệu kinh doanh lớn như nhà thuốc Long Châu, FPT, rồi Con Cưng, Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động. Nói chung là có đủ bộ tứ, bộ ngũ gì cũng có đây các bạn. Trong phạm vi là khoảng 2 km là đủ tiện ích, trường, chợ. Rồi bệnh viện thì là 4-5 cái bệnh viện ở gần ngay chỗ bệnh viện tỉnh các bạn nha. Nhà nằm cách trục đường bời lời này là có 200 m nè. Thì chúng ta sẽ đi ngang qua ủy ban phường Ninh Sơn khoảng 100 m. Thì có ngã ba chính là đường số 14. Bên tay phải là có phòng nha nè các bạn. Còn đầu đường bảng hiệu cơ sở kinh doanh rất là nhiều, và có một căn biệt thự đầu đường luôn ha. Đèn đường là có đầy đủ nha. Nếu mình tiếp tục mình chạy tiếp lên trên là khoảng 3 cây nữa là tới khu du lịch Núi Bà các bạn nha. Chạy vô 200 m là tới nhà nằm phía bên tay phải. Thì anh chị em nào quan tâm, mình liên hệ trực tiếp với lại chính chủ là chị Thái theo số điện thoại là 0907 744 103, 0907 744 103. Giá toàn bộ nhà và đất bao ra sổ cho mình luôn là 2 tỷ 170 triệu nha.
anh chị nghĩ sao về bất động sản này, về vị trí này? Một vị trí có thể là vừa ở vừa kinh doanh buôn bán đa ngành nghề ha, nằm giữa Vincom và khu du lịch Núi Bà. Hãy để lại bình luận comment bên dưới video, giao lưu cùng với anh em tụi mình và chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bà con khác nữa nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo nha.